Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh của DN90 TV. Thì hôm nay mình đến với mảnh đất thị trấn Cồn thì sẽ làm một video về toàn cảnh về nhà giáo xứ An Bài nhá. Ở Cồn thì có 40% là người theo đạo Thiên Chúa nên là chủ yếu sẽ tập trung ở khu của giáo xứ An Bài. Thì đây là một ngôi nhà thờ rất chi là cổ kính, còn giữ nguyên những vẻ đẹp những ngày xa xưa nhá. Ngôi nhà thờ này được xây dựng từ năm 1933. Đấy, có thể tuổi đời rất chi là lâu rồi. Mình cũng vừa nghe nói các bác rất nhiều nơi đã về đây học về học các kiến trúc cũng như hoa văn nhưng đều không thể học được. Có lẽ vì ngày xưa công nghệ kỹ thuật cũng như tư duy sẽ khác nên là để học được thì sẽ rất khó. Thì mời mọi người cùng mình khám phá vẻ đẹp của giáo xứ An Bài thuộc thị trấn Cồn. Ở đây như là xóm Nguyễn Tảng. Vâng, vì thị trấn Cồn có rất nhiều khu, gọi là khu nhưng mà vừa số vừa tên riêng nên là sẽ rất khó nhớ nên là mọi người thông cảm. Mình chỉ nên là ở đây mình đi di chuyển từ Hải Sơn nên là nó ngay Hải Sơn, ngay gần Hải Sơn. Thì mọi người cùng mình ngắm vẻ đẹp của giáo xứ An Bài của thị trấn Cồn nhé. Chơi vơi con rồng chơi xa tắm ngàn phương, tìm đâu giang hải nghìn bạn con hàng thương mến, tha hương muôn nơi khắp nẻo trùng khơi dòng đời nối trôi. Ngài luôn bên con mà lòng con xa rời thánh ân. Giêsu, người bạn tin chung, hằng xoa dịu nỗi đau muôn người. Giêsu san sẻ rất chia lòng thương nhân thế. Ngài chịu chết cho con với tình yêu không bờ không bến. Ngài đưa con về với phúc vinh quê trời. Hôm nay con xin dâng lên cha thân xác mòn hèn, lòng con dâng tràn vì ngài nhân từ dân lỗi. Bao ưu tư nay gói trọn vầng thơ một đời hiến trao, nguyện như hương thơm ngào ngạt bay lên tòa chí tôn. Đấy, vừa rồi thì mình cũng đã vừa gửi đến mọi người một vài hình ảnh trên cao của giáo xứ An Bài rồi. Thì giờ thì mình sẽ đi thêm một vài xung quanh và một vài góc cạnh của giáo xứ để mọi người cùng ngắm hết vẻ đẹp cận cảnh hơn nhá. Đây là phía trước của giáo xứ. Từ những năm 1933 đấy, mọi người có thể thấy. Ở đây thì mình thấy xung quanh có khá nhiều tháp chuông. Mỗi các góc đều có một tháp chuông nhá. Nối vào tháp chuông. Từ bên điện có tháp chuồng. Đấy, rất nhiều tháp chuồng. Đấy, ở đây cũng có một khuôn viên rất chìa rộng nha. Cây cối ăn quả rất nhiều. Bên xung quanh này là nhà dân. Đấy, xong vườn. Đấy, cỏ được cắt rất chia đều luôn. Đấy. Đấy, khuôn viên này. Chưa có một khuôn viên rộng lắm mọi người ạ. Có cả ao luôn, bãi cỏ. Buổi tối ra đây ngắm mát tuyệt vời, đúng không? Đấy, những cây cổ thụ ở trong giáo xứ. Bên cạnh là những các bức tượng Chúa Giêsu. Ý nghĩa các bức tượng thì mình xin phép không nói bởi vì mình cũng không am hiểu lắm. Mình sẽ gửi đến các bạn một vài góc cạnh nữa rồi. Tin chung hằng xoa dịu nỗi đau muôn người.
Giêsu san sẻ rất chia lòng thương nhân thế. Ngài chịu chết cho con. Vừa rồi mình đã gửi tới mọi người hình ảnh khái quát giáo xứ An Bài. Có lẽ mình xin phép được dừng video tại đây. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Đừng quên like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.